ơi. Sơn Nguyễn Đan này. Rồi. Sơn Nguyễn này. Rồi ok chị Dương Thanh Bình nha, em sorry chị. Em sorry chị nha, em lộn rồi. Ai lấy gì comment giùm em nha. Lấy gì comment lại giùm em nha mọi người. Chia sẻ bài giùm em nữa. Rồi em mặc lại cái mẫu này nha. Em mặc lại cái mẫu này nè, 45.000. Trời ơi cái mẫu này thấy xinh quá trời. Hồng cho Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cho Hồng nè. Hồng cho Bảo Ngọc, em hết hồng rồi chị Dương Thanh Bình ơi. Bảo Ngọc nè. Em ship từ hai sản phẩm nha, giờ em còn màu đỏ, màu trắng với là màu nâu đất thôi. Màu đỏ, màu trắng với là màu nâu đất thôi. Rồi em lên cái mẫu này lại cho mấy chị em ha. Siêu xinh luôn. Đây, 45.000 cái mẫu này, mẫu rớt tay nha. Ai lấy comment giùm em mẫu rớt tay này nha. 45.000. Không thể kịp. Chút màu xanh quá. Đây. Rồi cái mẫu này nha. Ai lấy comment giùm em là nó rớt tay nha. Dương Anh Bình chọn có một màu trước à, Bảo Ngọc chọn sau Dương Anh Bình, nhưng mà chọn cái màu đó trước Dương Anh Bình nên là em chốt, em phải công tâm nha mấy chị em. Rồi. Đây cái mẫu em đang mặc nha, rớt tay như vậy nha mấy chị em, có thể kéo cái tay này lên luôn nè. Không biết kéo lên đẹp không. Đây, mình mặc là rớt tay như vậy nha. Có màu nha, màu cam đất này, màu đỏ nè, màu xanh nè, màu vàng nè. Vậy em được màu gì? Chị được màu vàng nha. Chị được màu vàng rồi. Ai lấy comment giùm em nha. Lê. Mặc kéo lên cũng được nha mấy chị em, mặc nói chung là mặc rớt, cái mẫu này là mặc rớt tay nha. Cam đắt cho Lê Trang Uyên Nhi nè. Trang cũng mặc á. Lê Trang.